Hello nha, chào người nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của mình. Mình là Từ Từ Đường Phố đây, rất vui gặp mọi người. Chúc mọi người thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Em hay như like và share video cho mình và đừng quên đăng ký kênh để chuông thông báo cho cả video mới nhất của mình nha. Cảm ơn người rất nhiều. Trước khi bắt đầu video này thì chúc mọi người sáng vui vẻ, ăn cơm ngon miệng, ăn xôi và bánh mì ngon miệng. Xem video bằng kênh vui vẻ thoải mái nhất nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và anh em đặc biệt nhớ xem video đồng hồ cũng quảng cáo nha. Cảm ơn bạn nha. Ok, hôm nay thì chúng ta vào đây điểm qua event và thời tiết nha. Như thường lệ vào các buổi sáng. Và để xem hôm nay có gì nghịch không. Có bé thúc cơ cho đi luôn anh em. Đầu tiên sẽ quét pháo đài nha. Quét pháo đài luôn. Ok, nhận điểm. Quét phiêu lưu ký. Ok, nhận hàng ôn tra. Rồi, mới cùng thời tiết hôm nay có gì anh em? Hôm nay trời đẹp, có tuyết ở lúc 22h39 đến 23h39. Tuyết à? Mưa lớn, mưa rông. Tuyết. À, tuyết thì có con Jagged này anh em, nó chưa có thì mình tranh thủ bắt nhá. Đó, và một vài Pokemon nữa này, nếu mà anh em có tranh thủ mua bắt về gia tăng bộ sưu tập nhá. Ok, hết chưa? Còn gì nữa không? Vậy như hết rồi anh em. Ok. Thư, nhận thư. Hôm nay lại gửi quà vui. Tiến đi nâng cấp quà vui anh em. Evan hôm nay thì có gì nào? Nạp tiền dinh có hot. Đèn bí đỏ anh em, cộng với thẻ bí truyền master nha. Và bình thường X-Men này trong mỗi cơ bắp này được hoàn trả 50% kim cương nha. Anh em nào hứng thú thì nào đưa mình làm video cho. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đưa phí thì đá mega nha. Với đèn bí đỏ luôn, có 10k thôi. Ngoài ra thì nếu anh em nào ngoài ra kênh nó đạt được 2610 người đăng ký rồi anh em. Còn có 30-40 người đăng ký nữa thôi là event tặng hàng chuyên gia nha. 2650 người đăng ký thì event sẽ chuyên gia. Đó, như mình đã hứa cái event nhỏ đó. Cho nên anh em đừng quên like và share video giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, hôm nay lại có ký nhận này. Dương thần thú. Xem test nhân phẩm với dương thần thú xem ra là con gì. Event quả vẫn đang bán thẻ đột phá này. Anh em nào có thì hốt nha. Rất là ngon. Đổi đây. Event đổi vẫn đang diễn ra. Vẫn nguyên các bộ đồ, vẫn mọi thứ đây anh em. Chỉ chủ đổi nha. Cá vàng. Nhìn, chứ nhìn thôi anh em, đứng nhìn thôi biết sao giờ. Nạp tiền dính cỏ hot cũng vậy thôi, đứng nhìn thôi biết nói làm sao đây. Cuối cùng là reset tính cách. Lại ném còn Black Curam vô reset phát anh em. Mong sao nó ra được tính cách em. Ok. Không được gì thôi. Giờ ta sẽ đi mở quà nhé. Có 50 kim cương này dùng luôn đi chứ để làm gì. Ngon. Chờ nào, test nhân phẩm sáng nay nè. Đùa mở mấy cá thẻ ra tím ra cam nó đùa rồi anh em. Hào đồ ấy kìa. Đồ nâng cấp anh em. Nó lâu cái tích nào một đám này vào mở nó sướng tay. Nhìn nó cũng đá mắt. Ok, dương thần thú mình sẽ mở cuối cùng nha. Test nhân phẩm mà, phải mở cuối cùng anh em. Vòng tay Z à. Vòng tay Z tiếp à. Rô tôm. Ô, cái rô tôm crit tím là ngon. Tí vào khai hàm luôn cho em nó. Mở hết quà ra nào. Ok, xem đi nào. Inibook. Con gì đây? Mình đi xem nha, nó là con gì nha mọi người. Để xem nào, Inibook hả? Này em gì ta?
Nghe tên là thấy bình dân lắm rồi đấy. Đâu rồi? Inbook ha. Chắc chắn chỉ nằm ở hàng dưới này thôi. Đâu ta? Inbook. Sao không thấy nhỉ? Đó là em nào ta? Ồ. Đùa đùa. Nó gộp coi nè. À đây nha, chắc là nó rồi. Giờ chắc chắn luôn. Đừng cháu lào, anh cháu đấy anh em. Ok. À tiện đi quét thêm, quét đồ mập pro luôn. Ok, tí nữa quên anh em, tiện tay đi quét luôn nha, làm gì nữa. Tầm này làm gì nữa đâu. Sáng nay thì event sự kiện không có nhiều. Tranh thủ đi quét thôi. Quét làm nhiệm vụ là chính thôi, chứ đâu cũng không có tiêu phí nha mọi người. Rồi quét thẻ huấn luyện x10 phát luôn cho nhanh. Ok, cũng xong nhiệm vụ. Ngoài ra sáng nay thì anh em đã đi hết võ đài skill chưa? Ok, sáng nay thì mình đã đi hết rồi nha, full. Đó, vừa sáng nay vừa vào đánh full hết rồi này. Anh em nào chưa đi full thì tranh thủ đi nha. Đó. À mới đánh xong chứ chưa có quà anh em. Đó. Đó anh em tranh thủ đi nha. Sáng nay đi cái này rất là tuần đầu tuần phải đi cái này nha. Tiếp theo để mình lâng thiên phú phát. Bữa này đang bít tốc lên. Mày đang biết cái tóc này lên. Cờ đít gần full rồi. Điều cho các cờ đít phát nữa anh em. Sáng nay tập trung cho lên được chiến nào. Rotom. Rotom nãy mình nhìn này có một cái cờ đít anh em. Thầy. Oh. Có mấy cái này mà ngon em không biết thằng thay anh em. Chú của nhân cam luôn này. Quá em. Cái speed sao mà khó nhỉ. Hình như speed khó quá hay sao. Mình tẩy mãi chưa cái speed anh em. Ngon. Làm phát lại tăng được chiến. À, túi mình có rồi anh em. Ok, mình sẽ ghép. Hôm nay sẽ ghép lên một cái lên cam nè. Sẽ ghép một cái lên cam. Ok, sẽ ghép. Thế cái mình không có một cái speed nào nha. Ok, dư hai cái đây rồi. Thôi xong. Chơi ngốc rồi. Quên không đặt cái đồ ấy vào anh em. Rồi đặt cái đồ này này là nó thành công thì lại thành công 100%. Mình ngốc quá quên không đặt vào. Lên luôn. Đó nãy giờ nhìn phải ngon hơn không. Giờ thì thiếu nguyên liệu rồi.
Ok, lấy cái kiếm ra. Lấy luôn anh em. Ok. Rồi. Giờ thì cho lên cam cái kiếm đầu tiên. Đó. Sợ gì đâu mà cho lên cam rồi chẳng lo lắng gì hết anh em. Rồi, thanh kiếm cam đầu tiên. Xem nào, vừa nãy mình vừa lấy mất một thanh kiếm thì sẽ nó nằm ở vị trí nào. Đây anh em. Trù ra tại nơi được chiến ầm luôn á. Trù. Trù cha được chiến lên phê hết. Khá dòng coi. Khá... Ủa tẩy điểm tốn thật đấy. Lấy dòng này còn hơn anh em. Đó. Ủa lên cái này một phát mà gần 100 điểm lực chiến anh em. Mát phê luôn nha. Chú tẩy cái đấy một tí đâu mà lên gần 100 điểm lực chiến luôn. Bắt thật. Wow. Tẩy rô tô một tí thôi anh em. Đâu. Để nó vài chục ca lực chiến là mình giật mình. Từ nên được 100 ca lực chiến thật anh em. Giật cái ca mình lên. Ok, chúng ta sẽ vào phe đoàn nha. Trận này thì phải vào phe đoàn. Tiền vé shop đã. Boss thì bữa nay chưa anh em đánh được thì cũng không vội. Đây, bữa mai bữa mình không để ý anh em. Đây, nhưng anh em mà mua lại ok, mình sẽ mua hết những thứ này thôi. Mấy kia không nên mua, đúng rồi. Tốt nhất cũng không nên mua, mua mình cho phí ra anh em. Rồi. Tượng thần sữa speed mình chưa có cái nào hết anh em, sửa cái speed đầu tiên. Rồi ok. Rồi speed tiến cấp. Không nổi à. HP rồi, HP lần lên phát anh em. Lần phát nữa. Khói nào, khói speed nào, thu thập. Bắt đầu lấu. Tiếp tục nào. Chà, khói ra tím thế nhỉ. Là tím là một câu chuyện mà ra được đúng cái đồ thì cần khảm lại khó nữa. Rồi con cái đây. HP deep speed khảm speed anh em. Ok. Tiếp theo đến với khóa skill. Tăng cờ rít lên cho bét này nha, cho đội này anh em. Ok, cũng quá là ok rồi. Chúc ta còn 4 điểm không lâng nữa gì hết anh em. Đâu giờ thì tìm đội các thứ ấy chưa, đây nào đánh boss được này, toàn server giờ chưa đánh boss được mới đau. Đây, anh em toàn để điểm thôi chứ không đánh được. Cơ bản là không đánh được nên là anh em mới không đánh thôi. Chứ không phải không đánh nha mọi người chứ. Ok, video sáng nay của mình chắc cũng tạm thời và kết thúc tại đây thôi. Có gì hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhá. Bye bye, anh em một buổi sáng vui vẻ ạ. Tạm biệt mọi người. Anh em nhớ đăng ký kênh nhá. Nếu đủ chưa like sẽ chơi event luôn. Cảm ơn các bạn nhá. Đầu cái chưa like chúng ta sẽ làm cái event nhỏ luôn nhá.